idol K-pop thành sao nhờ rời công ty cũ. Somi lên hương mọi mặt, CL trở thành nghệ sĩ toàn tài. Somi. Năm 2018, bông hồng lai Somi đột ngột rời khỏi JYP Entertainment sau 5 năm làm thực tập sinh. Trong quá khứ, quyết định rời công ty cũ của cô khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Song, hiện nữ idol chứng minh được lựa chọn rời JYP Entertainment là vô cùng đúng đắn. Somi trở thành gà cưng của The Black Label, công ty con của YG Entertainment. Trong thời gian qua, nữ idol 10X gặt hái được không ít quả ngọt trong lĩnh vực âm nhạc, làm đẹp và thời trang. Tại The Black Label, Somi được định hình phong cách trang điểm, thời trang hợp trơ với diện mạo. Nhiều khán giả cho rằng Somi đã ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, sự nghiệp bởi định hướng phù hợp của công ty chủ quản mới. Đáng chú ý, MC Boom đã chọn từ khóa Young and Rich, trẻ trung và giàu có để mô tả về nữ thần tượng sinh năm 2001. Somi xác nhận cô đã tự mua cho mình một chiếc xe đắt đỏ vào năm U20 tuổi. Được biết, sở hộp của cô nàng là dòng Mercedes-Benz G65 với giá ước tính hiện tại khoảng 400 triệu won, hơn 7,5 tỷ đồng. CL được đông đảo khán giả biết đến là trưởng nhóm 2NE1 tài năng gai góc của làng nhạc K-pop. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, nữ idol sinh năm 1991 từng là thực tập sinh kỳ cựu của JYP Entertainment. Nhiều người dùng mạng nhận xét quyết định rời khỏi JYP của CL là hoàn toàn đúng đắn. Trở thành gà cưng của YG, CL phát huy được hết khả năng, ca tính âm nhạc đỉnh chót, chức vụ thủ lĩnh của 2NE1, nhóm nhạc nữ Gen 2 hàng đầu K-pop là điểm sáng trong sự nghiệp nghệ thuật của CL. Việc để vụt mất nữ idol 9X vào tay YG Entertainment chắc hẳn là điều mà công ty JYP Entertainment tiếc nuối nhất. CL là một trong những ca sĩ phù hợp nhất để đưa K-pop trở thành xu hướng. Theo nhận định của tờ Guardian, nữ ca sĩ luôn nhìn nhận bản thân như một người vượt khỏi khuôn khổ thông thường, ca sĩ với tính cách mạnh mẽ. Đặc biệt, kể từ khi ký hợp đồng quản lý với công ty tại Mỹ, CL từ nghệ sĩ tiềm năng có khả năng thành công ở thị trường, trở thành ngôi sao qua thời vì sự nghiệp bị trì trệ trong thời gian dài. Người hâm mộ cho rằng đây là lỗi của đơn vị quản lý, không tạo điều kiện cho nữ ca sĩ phát huy năng lực. Sakura Lee Seraphim. Sau khi nhóm nhạc East One thuộc CG E&M tan rã, Sakura chính thức ký hợp đồng với Source Music, công ty con của Hype Labels, để debut trong nhóm Lee Seraphim. Nữ idol Nhật Bản trở thành gà cưng của công ty giải trí sở hữu nhóm nhạc BTS. Đông đảo khán giả cho rằng sự nghiệp nghệ thuật của Sakura thăng hạng vụt vụt khi ký hợp đồng với công ty đình đám này. Giờ đây, Sakura là một trong những nữ idol Gen 4 đình đám của làng nhạc xứ Củ Sâm. Diện mạo phong cách thời trang của nữ idol 9X lên hương trông thấy qua sự nhào nặn của Hype Labels. Sakura và các thành viên cùng nhóm gặt hái được không ít thành công với tư cách là thành viên của Lee Seraphim. Trung Ha xếp thứ hạng cao trong vòng thử giọng của JYP Entertainment vào năm 2012. Tuy là thực tập sinh chăm chỉ, nhưng nhóm nhạc mà nữ idol dự kiến debut lại không may giải tán. Cô nàng buộc phải rời khỏi JYP Entertainment khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nữ idol sinh năm 1996 lựa chọn MNH Entertainment, công ty của một cựu quản lý JYP thành lập làm bến đỗ mới. Gia nhập MNH, Trung Ha tham gia show sống còn Produce 101, debut làng nhạc K-pop với tư cách là thành viên nhóm nhạc IOI. Sau khi nhóm nhạc này tan rã, nữ idol 9X trở thành ca sĩ solo và được đông đảo khán giả đón nhận. Cựu thành viên IOI cũng là một trong những nữ idol K-pop không cần công ty lớn mà vẫn công phá K-pop nhờ tài năng xuất chúng. Trung Ha là ca sĩ hiếm hoi được người hâm mộ ca ngợi là nữ hoàng solo thế hệ mới, nhờ vào thần thái mỹ hoặc trên sân khấu làm nên thương hiệu của Trung Ha cùng giọng hát đầy nỗ lực khiến ai cũng phải nể phục. Giờ đây, nữ idol có một tương lai vô cùng rộng mở và thăng tiến, trở thành cái tên bảo chứng thành công khi trở thành ca sĩ solo được săn đón, ra bài nào là hit bài đó. Sau khi rời công ty cũ, Somi, Sakura, Lee Seraphim, Trung Ha cùng CL trở thành gà cưng của công ty giải trí mới. Họ đều thành công trong sự nghiệp idol để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả nhờ diện mạo, sản phẩm âm nhạc thu hút. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.